Đây là bản tin dự báo thời tiết cùng với đài trình IBC TV. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 6, ngày 24 tháng 5 năm 2024, nhằm ngày 17 tháng 4 năm Giáp Thìn. Minh Đăng cùng với đài trình IBC TV xin kính gửi lời chào trân trọng nhất. Bắt đầu với khu vực đi đôi Sài Gòn, trong ngày thứ 6 hôm nay trời có mây và rạng sáng, nắng và mây kết hợp vào giữa trưa. Khuya ngày hôm nay trời xuất hiện nhiều mây mù. Thời tiết mát mẻ với nhiệt độ cao nhất vào ban ngày đạt ở mức vào khoảng 66 độ. Chiều tối ngày hôm nay, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn vào khoảng 57 độ. Ánh mặt trời sẽ ló dạng vào lúc 5 giờ 45 phút, hoàng hôn vào lúc 7 giờ 52 phút chiều tối. Độ ẩm trung bình từ 75% vào ban ngày lên đến 75% cho buổi tối ngày hôm nay. Sức gió đi qua khu vực này di chuyển với cường độ 10 dặm một giờ từ hướng Nam Tây Nam vào ban ngày. Chiều tối ngày hôm nay sức gió thay đổi 8 dặm một giờ từ hướng Tây Nam. Và chỉ số tia cực tím vẫn giữ ở mức vào khoảng 10 trên 11. Điểm qua thời tiết cho ngày mai, ngày thứ 7, trời có mây vào đầu ngày, nắng yếu đôi lúc xuất hiện vào giữa trưa và đêm ngày hôm mai, đôi lúc trời có mây. Nhiệt độ tiếp tục giảm nhẹ trong ngày mai với 65 độ là nhiệt độ dự đoán cao nhất vào ban ngày, 57 độ là nhiệt độ thấp nhất cho buổi tối ngày mai. Sức gió đi qua khu vực này trong ngày mai từ 8 tới 10 dặm một giờ từ hướng Nam Tây Nam và bình minh ngày mai sẽ bắt đầu vào lúc 5 giờ 44 phút. Tiếp nối, mình đang xin kính mời quý vị đến với thời tiết ở các khu vực khác trải dài trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ cùng với đài trình IBC TV trong ngày thứ 6. Chúng tôi kính chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe và vô lượng an lạc.